Hãng thông tấn Anh Reuters rạng sáng nay ngày 21 tháng 12 dẫn nguồn tin quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay tên Mevlut Mertantas, thủ phạm bắn chết đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, có thể không hành động đơn độc mà đã lên kế hoạch thực hiện hành động này cùng với các đồng phạm. Theo nguồn tin, vụ giết hại được thực hiện rất chuyên nghiệp và đây không phải là công việc của một người. Trước đó cùng ngày, nhóm điều tra tác chiến gồm 18 người của Nga đã có mặt tại Ankara để điều tra vụ việc. Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov bị sát hại hôm 19 tháng 12 khi đang phát biểu khai mạc một triển lãm ảnh. Thủ phạm là nhân viên cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ 22 tuổi và đã bị tiêu diệt ngay lập tức.